Kính thưa quý vị, cuộc thi leo cầu thang ở Israel tin từ Do Thái. Hôm thứ Sáu vừa qua thì một loạt các vận động viên ở Do Thái và cả quốc tế đã cùng tham gia một cuộc thi leo cầu thang thường niên được tổ chức tại ba tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất của Tel Aviv. Theo các nhà tổ chức cho hay thì đây là năm thứ 11 liên tiếp cuộc thi này được tổ chức, thu hút hơn 100 vận động viên cả chuyên nghiệp và nghiệp dư với đủ mọi lứa tuổi và thể hình. Tổng cộng, các thí sinh sẽ phải vượt qua 1.144 bậc thang và chỉ được nghỉ giải lao ngắn tại nơi giao nhau giữa mỗi tòa nhà. Trước khi tham gia cuộc thi, thì các thí sinh đã được khuyến nghị để chuẩn bị về thể lực từ ít nhất là 8 tuần trước đó. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn nổi nhiều người tỏ ra hụt hơi và mệt mỏi khi leo cầu thang. Thành phố Tel Aviv không phải là thành phố duy nhất tổ chức một cuộc thi leo cầu thang như thế này. Tại thành phố New York, một cuộc thi tương tự cũng đã và đang được tổ chức từ hơn 3 thập kỷ qua. Cuộc thi của New York được diễn ra tại tòa nhà nổi tiếng Empire State, nơi mà các thí sinh phải leo 86 tầng lầu để chinh phục độ cao là 320 mét.